Dạ, em chào anh Hiệp ha. Chào tất cả bà con của kênh LTK. Thì hôm nay em có về lô hoa kiển để giao lưu cùng bà con ha, như là giấy 5 màu nha bà con. Giấy 5 màu, trang 5 màu nguyệt quế và trang tàu, trang giống trang mới nha bà con ha. Với giấy cam thạch. Rồi bắt đầu mình giao lưu cái số 1 ha. Em giới thiệu là em là tên Luân ở quận Môn, thành phố Cần Thơ ha. Số điện thoại em là 0907 214139 nha bà con. Đó cũng là số Zalo luôn ha. Cái số 1 mình là cái giấy 5 màu nha bà con ha. À. Đây là màu màu hồng sắc pháo ha, màu hồng, màu đỏ, màu vàng và màu cam ở bên đây ha bà con ha. Chúng là đủ 5 màu hết ha. Đây, nhắm đây là màu cam nha. Này, cam. Nó đang bắt đầu lên bông nha bà con ha. Rồi cái số 1 của mình nè, có chiều cao là 1m3, ngang 1m1 ha, gốc cái này là 16. Cái này có giá là 1,1 triệu ha. 1,1 triệu là bao gồm phí ship luôn nha bà con ha. Rồi, cái số 1 1,1 triệu, rồi xuống cây ha. Sai bên kia. Rồi cái số 2 ha. Cái số 2 của mình là cũng là cây giấy 5 màu luôn nha bà con ha. Cây này chiều cao của nó cũng 1m3 luôn nha bà con, ngang 1m1, gốc cái này 17 ha. À, giấy Thái. Gốc Mỹ, gấp Thái nha bà con ha. Rồi cái này cũng giá là 1,1 triệu bao gồm phí ship luôn ha. Cái này là cái mâm trên nó màu vàng, nhìn nó hơi nhiều ha bà con ha. Nhưng mà nó vẫn đủ 5 màu, nhưng mà màu vàng nó chiếm trên cái đọt này nhiều hơn. Đây là màu hồng ha, màu đỏ nha bà con ha. Đây, vàng và cam. Đó, vẫn đủ 5 màu ha bà con ha. Rồi cái số 2 của mình giá là 1,1 triệu bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cái số 3. Mấy cây mình nó vô đi tình. Rồi cái số 3 của mình ha. Cái số 3 là chiều cao của nó là 1m2 50, ngang 1m2 ha, gốc cái này 15. Cái này cũng giá là 1,1 triệu luôn nha bà con. Cái này đồng giá ha. Đang gỗ bông rất là nhiều ha. Nè, màu trắng, màu vàng, màu đỏ, màu cam và màu hồng. Rồi cái số 3 của mình cũng đồng giá 1,1 triệu bao gồm phí ship luôn ha. Rồi mình xuống cây ha. Rồi cái số 4 nha bà con ha. Cái số 4 này là lùng lực nha bà con, tàn tròn ha. Rồi cái số 4, chiều cao của nó 1m, ngang 1m luôn ha. Gốc cái này 15, cái này có giá là 900 ngàn nha bà con. Dạng đủ 5 màu ha. Rồi mình xuống cây ha. Rồi cái số 5. Cái số 5 này bắt đầu đang ra bông nha bà con ha. Cái này vẫn đủ 5 màu ha. Đây là nhánh này là màu vàng rồi nè nha. Đây là màu cam rồi ha. Đó. Vàng cam, đây là màu hồng rồi ha. Nó đủ màu hết nha bà con. Cái này là màu đỏ ha. Đó. Mặc dù là nó chưa có lên gụ màu nhưng mà nó vẫn đủ 5 màu nha bà con ha. Thật ra 5 màu để cho mình dễ hình dung ra thôi. Chứ khi mà ship tới nhà mình á thì đều do đường xa ha, nó cũng phải sẽ rụng bông gì cũng lá nha bà con, nó không còn đủ mà đủ bông đâu nha. Lá nó cũng rụng ha. Về mình chăm sóc lại khoảng tầm nửa tháng 20 ngày thì nó sẽ ra được trở lại bình thường ha bà con ha. Rồi cái này cũng chiều cao của nó 1m, ngang 95 ha, gốc 15, cái này có giá là 850 ngàn nha. Là bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây số 6 nha, cao 1m2, ngang 80, gốc cây này 13, cây này có giá là 950 ngàn nha bà con ha. 950 ngàn bao gồm phí ship luôn ha. À, do tình hình là dịch bệnh nha bà con, có một số dùng là bà con cũng muốn đặt cây và chốt cây, nhưng mà có cái là do ấy mình gửi không được, không có chuyển tới nơi cho bà con được ha. Bà con cũng thông cảm, nếu như bà con có thiện chí, dụ là chuyển giữ cọc là giùm em khoảng vài trăm ngàn tới 1 triệu, tùy theo cái số lượng tiền thì số lượng cây xuống cây ha, thì em sẽ giữ lại cho bà con, cho dù là một tháng hay là nửa tháng em vẫn giữ được ha. Còn dụ là mình nói chốt để đó rồi để chừng nào dịch ổn, mình cũng không biết tới chừng nào nó ổn nha bà con ha, nó cũng khó. Rồi tới cây số 7 ha bà con ha. Nói chung là có mấy cây nguyệt quế là clip rồi, là có mấy anh kia anh chốt rồi, nhưng mà
anh kêu để lại thời gian khi nó ổn, em cũng không biết như nào, thôi bên nay em vẫn like ha bà con ha, rồi để tới khi nào mà anh đó anh có khi nào nhận cây được, em có clip mới anh chọn được thì mình tính sao nha bà con nha. Rồi cây số 7 cao 95 ngang 80 gốc cây này 11 ha, cây này có giá là 550.000 nha bà con ha, là bao gồm phí ship luôn ha, giấy đại phúc nha bà con. À, giấy đại phúc em còn cắm thạch nữa ha. Rồi xuống cây luôn ha. Tại chốt cây với giá của cây đó bao đó là hai cây nó 4 triệu mấy, nhưng mà mình chỉ cần anh chỉ cọc cho mình là khoảng vài trăm ngàn để làm tin thôi. Nhưng mà anh không chuyển, anh kêu để đó khi nào ổn thì cứ gửi cho anh, mình cũng không biết khi nào ngoài anh ổn nữa. Cho nên clip cây đó thì em sẽ quay lại bữa nay nha. Rồi, cái số 8 cao 95 ngang 75 góc 10 nha bà con ha, cái này có giá là 550.000. Giấy đại phúc ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cái cây giấy cắm thạch nha bà con, cái chậu này chậu đá mà nó bị bể rồi ha, bị bể rồi. Cái này là ưu tiên đừng gần mình giao xe nha bà con ha, tại cái chậu nó cũng bị bể. Thật ra thì chậu này em lấy ra thường là mấy chậu đá thì em không có ship chậu được, nhưng mà lúc trước á, là em ship chậu cho cái anh kia nè, gãy ra ngoài anh bơm hàng nè bà con, rồi về cây mình vẫn tốt, vẫn bình thường, không có vấn đề gì hết. Mình cũng nghĩ là anh em thôi để nguyên cái chậu, hai chậu, nhưng mà có cái chậu này vẫn còn bình thường. Đúng ra là chậu đá là không thể nào để nguyên chậu được, nhưng mà mình thấy thôi cũng để cái chậu về cho bà con chơi luôn. Rồi cây số 9 nha, chiều cao của nó là 80 ngang 1 mét nha bà con ha. Gốc cái này là 22, cái này có giá là 1 triệu nha bà con ha. Cái này là cẩm thạch thôi bà con ha. Rồi mình xuống cây ha. Bể dưới luôn rồi. Rồi cái số 10 nha bà con ha. Cây số 10 chiều cao 80 ngang 80 luôn nha bà con, gốc 21, cái này cũng có giá là 1 triệu luôn ha. Cây này là đầu nó mới chuẩn bị lên bông nha. Rồi cây số 10 giá 1 triệu bao gồm phí ship luôn ha. Rồi mình xuống cây luôn ha. Rồi tới cây số 11 nha bà con. Đây cây số 11 ha. Nói chung là được cái bộ ghế rất là đẹp, bộ gốc Mỹ này rất là đẹp nha bà con ha. Tàn thì nó còn chưa có đủ tàn không. Cây số 11 cao 1m1, ngang 85 gốc, cây này 17, cây này có giá là 750.000. Cẩm thạch nha bà con ha, cũng đang có bông. Cây này nó rất là dễ nha, cắt đúng đọt ngang đây thì nó sẽ ra đọt khác ha. Rồi xuống cây luôn ha. Cái cặp này được có cái là bộ ghế rất là đẹp nha bà con, gốc Mỹ rất là đẹp ha. Cây số 12 cao 1m1 ngang 80 ha, gốc này là 16, cái này cũng giá là 750.000 luôn ha. Bộ gốc Mỹ này rất là đẹp nha bà con. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cái trắng nha bà con, cái trắng số 13 cao 1m ha, ngang 1m luôn nha, gốc cây này 11 nha, cây này có giá là 900.000. Trang trắng một cốt nha bà con, trắng lá chung, hàng đã thường chậu hết ha, đang nổ bông ha. Rồi cây 13 900.000, xuống cây luôn ha. Rồi tới cây số 14 ha, cũng là cây trắng trắng nha bà con, trắng lá chung. Cây này cao 95 ngang 85 ha, gốc cây này là 10, cây này có giá là 800.000 bao gồm phí ship luôn ha. Rồi cây số 14 ha, 800.000 bao gồm phí ship luôn ha. Xuống cây ha. Đây nó đi. Rồi cặp mùa quế nha bà con ha, em có Zalo cặp mùa quế. Mùa quế số 15, cây này là chỉ cao 90 ngang 70 ha, gốc của nó là 37, nhưng nguyên cái cụm này nó tới năm mấy đằng nha bà con, năm mấy 60 ha. Bộ rễ cũng rất là đẹp nha bà con. Rồi cây số 15 này có giá 2.3 triệu, 2.3 triệu bao gồm phí ship luôn ha.
Rồi cây số 15, cây nguyệt quế giá 2,3 triệu, bao gồm phí ship luôn ha. Ok ha. Rồi cây số 16, cây số 16 này là chiều cao 1m, ngang 1m luôn ha. Gốc cây này là 34, cây này có giá là 2,6 triệu, bao gồm phí ship. Cây này đang sung cây nha bà con. Đang ra lá quá trời luôn nè. Bông nó rất là thơm nha bà con, nguyệt quế bông rất là thơm. Cây số 16 giá 2,6 triệu, bao gồm phí ship luôn ha. Cái này rất là lớn. Tại vì nguyệt quế này, những cái tai chi này khi mà ship đi là mình không thể nào mà bó lại được ha. Em sẽ để cái chậu nó lớn giống gì luôn nha bà con. Em đóng cái kiện là để y giữ nguyên tàn cho bà con luôn nha. Rồi cái số 16 giá 2,6 triệu, bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây luôn ha. Bên này nha. Rồi trang tàu, tàu lá chung. Này tàu vàng nha bà con. Cái này tàu siêu bông này rất là nhiều bông nha bà con. Cái giống này nó rất là dễ bông. Cái này gọi là cây siêu bông nha. Bông rất là đẹp. Cây số 17 cao 80, ngang 80 luôn ha. Gốc nó khoảng 7 nha bà con, 6-7 gì ha. Cái này có giá là 500 ngàn, bao gồm phí ship luôn ha. Cái màu bông cũng rất là đẹp nha bà con, mà rất là dễ bông. Tàu lá chung. Rồi xuống cây ha. Rồi tới cây số 18, vẫn là tàu lá chung. Em có được 6 cây nha. Rồi cây số 18 cao 75, ngang 75 luôn nha bà con. Gốc cây này khoảng 8, cây này có giá là 500 ngàn. Màu bông nó nha bà con rất là đẹp, nó siêu bông ha. Đây trên cây lúc nào cũng là có bông và có nụ hết nha bà con ha. Rồi cây số 18 500 ngàn, bao gồm phải ship xuống cây luôn ha. Rồi cây số 19, cây này là màu cam nha bà con. Cây này là cao 75, ngang 70, gốc 8 ha. Cây này có giá là 550 ngàn. Đây cái màu cam nó rất là đặc biệt, con cái như vậy ha. Khi nó mới bắt đầu lên là nó màu vàng à, nó cũng giống như vậy, nó màu vàng ở trong nó có điểm vậy ha. Khi mà nó nở ra thì nó màu cam, nó rất là đẹp nha bà con à. Rất là đẹp này nè, có vàng có cam luôn nha bà con. Đây cũng trên một thân cây không ghép nhưng mà màu nó có nhiều loại màu ha. Rồi cây số 19 550, bao gồm phí ship luôn ha. Rồi tới cây 20 của mình ha. 20 là cây màu vàng nha bà con ha. Đó, cái này là giống siêu bông nha, lúc nào trên cây cũng vẫn có bông hết, có bông có nụ hết nha bà con ha. Cái này chơi rất là dễ nha. Cái số 20 cao 85, ngang 85 luôn nha bà con, gốc 8. Cái này cũng có giá là 500 ngàn, 500 ngàn là bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây luôn ha. Tới cây số 21 nha bà con, 21 cũng là cam. Đây cái màu cam đó bà con nhìn kỹ rất là đẹp, tại vì trong đó không phải là cái cánh của nó có màu sọc đỏ đỏ nha, màu rất là đẹp ha bà con ha. Đây là màu vàng ha. Đó, những bông này vàng, khi mà nở ra nó vậy sẽ ra màu cam. Đây mới lên là màu vàng vậy nha. Đó, nó rất là đẹp. Rồi bắt đầu nó tới bắt đầu hơi nở ra thì nó có gì có sọc đỏ. Rồi lên đây cái nó màu hơi đỏ đỏ luôn. Nó trên một thân cây thôi, không ghép, bên đây cũng vậy nhưng mà màu nó khác nhau ha bà con ha. Rồi cây 21, cây này cao 75, ngang 70, gốc 8, cây này giá là 550 ngàn nha bà con ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây số 22. Cây 22. Cây này chiều cao của nó là 75, ngang 75, gốc 8. Cây này có giá là 500 ngàn. Ở này 550 ngàn, 550 ngàn nha bà con, lộn nha. Cái này tàn tròn rất là đẹp ha bà con, 550 ngàn, bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cái hồng phấn nha bà con, hồng phấn lá quấn đang bông nha. Cái này chiều cao của nó là 1m4, ngang là 1m75 à, gốc này là 10, cái này có giá là 750 ngàn. 750 ngàn bao gồm phí ship luôn ha. Cây số 23. Rồi em nhắc lại số điện thoại nha, 0907214139 nha bà con. Rồi xuống cây ha. Rồi cây số 24 nha. Cây số 24. Cây số 24 chiều cao là 1m4, ngang 75, gốc cây này là 10 ha. Cây này cũng có giá là 750 ngàn. Là bao gồm phí ship luôn ha, đang gỗ bông nha bà con. Hàng một cốt thừng chậu hết rồi ha. Rồi 750 ngàn là bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây ha.
Rồi cái này là Mỹ cam nha bà con, cây Mỹ cam. Cái này chiều cao 1m, ngang 1m luôn ha. Gốc cây này 13, cái này có giá là 850.000. Rồi cây số 25 850.000, bao gồm phí ship luôn ha. Rồi số cây ha. Rồi cây số 26. Cái số 26 cao cũng cao 1m luôn nha, ngang 1m luôn, gốc cái này là 24, cái này cũng giá là 800.000. 800.000 nha bà con, Mỹ cam ha. Cái này cũng một cốt nha, nhưng mà mấy cái này là những cái rễ nó mọc lên thôi nha bà con, về không mấy mình cắt ha. Tại thấy mình nó đang ra bông mình để cho nó đẹp đẹp thôi, chứ cái này là một cốt ha. Rồi mình xuống cây luôn ha. Rồi tới lô trang 5 màu nha bà con. Trang 5 màu. Đây, Mỹ cam là một màu ha. Tại vì cái này á, là nó mới búp thôi, còn này là vàng này nha bà con ha. Đó, cho nên mình đây là Mỹ hồng ha. Đó. Nói chung là mỗi một cái là đây là một cái màu khác, này là màu đây ra nụ nè. Đây. Này cũng khác nữa nha bà con ha, cam Đà Lon. Đó. Rồi nói chung là đủ 5 màu. Thì màu đây, màu này nữa. Là bà đỏ nhung nha bà con ha. Rồi cái này chiều cao của nó là 1m, ngang 1m luôn, gốc cái này là 19, cái này có giá là 1.150.000 nha bà con ha. 1.150.000 bao gồm phí ship, này có trang trắng nữa nha bà con ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cái số 28 nha. Cái số 28 cao 1m2, ngang 1m, gốc cái này 22, cái này giá là 1.250.000 nha bà con ha. 1.250.000 là bao gồm phí ship luôn ha. Dạng đủ 5 màu nha bà con ha. Bộ rễ rất là đẹp nha, cái này là sữa bonsai rất đẹp nha bà con ha. Rồi 1.250.000 bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây nha. Cây số 29. Cây số 29 chiều cao của nó là 1m15, ngang là xin lỗi, chiều cao của nó là 1m15 đúng rồi, ngang 1m15 luôn ha. Gốc cái này là 22, cái này cũng giá là 1.250.000 luôn ha. Ở mấy cái này là cái củ đế rất là đẹp nha bà con. Củ đế rất là lớn nha, rất là đẹp. Trang này 5 màu luôn nha bà con ha. Tại vì những cái lô mà bông nó nhiều là em đã like mấy clip trước hết rồi. Còn này nó đang búp thôi nha bà con ha. Nhưng mà bao bà con đủ 5 màu. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây 30, chiều cao là 1m1, ngang 70, gốc cái này 23, cái này có giá là 1.1 nha bà con ha. Cái này là khả năng nó dễ thấy nè. Đây nè, đây là màu vàng nha. Đây là Mỹ cam ha. Ở đây là hồng hường ha, là 3 rồi, đây là Mỹ hồng là 4 rồi ha. Đó, còn cái này là cam Đà Lon này nha bà con. Bông cam Đà Lon rất là đẹp. Cái này là trên 5 màu rồi ha bà con ha. Trước mắt là mình thấy là 5 màu rồi đó. Rồi cái số 30 là giá 1.1 ha, bao gồm phí ship. Xuống cây luôn ha. Tới cây 31 là cây tím sen nha bà con ha. Tím sen tàn tròn, cây rất là đẹp nha bà con. Thuần chậu hết ha. Cây 31 chiều cao nữa là 85, ngang 1m2, gốc cái này 20, cây này có giá là 900.000. Là bao gồm phí ship luôn ha. Nói chung là những cây là thuần chậu là giá trị nó khác, những cây bướng bầu là giá nó khác nha bà con ha. Em cũng có mấy cây bướng bầu. Nhưng mà bướng bầu mình cũng để cho nó ổn rồi, nó không còn héo nữa mình mới like ha. Còn cây đã vô chậu thì mất rất là nhiều thời gian để nó mới được là tươi tốt là như gì nha bà con ha, cho nên là cái giá trị nó khác. Rồi, cái này 31 giá 900.000, xuống cây luôn ha. Để mẹ đi. Rồi, cây 32. Cây 32 là chiều cao của nó. Chiều cao của nó là 70, ngang là 1m. Gốc ngang 1m4, gốc 12, cái này có giá là 800.000 luôn nha bà con ha, tím sen. À, một cốt tàn tròn nha bà con, rất là đẹp ha. Rồi, xuống cây luôn ha. Rồi Mỹ vàng nha bà con ha. Cây 33 là Mỹ vàng lá lớn.
Cây này chiều cao của nó là 75 ngang 60, gốc cái này khoảng 6 nha bà con ha. Cây này có giá là 350 nha. Rất là dễ bông ha, bông nụ rất là nhiều cây nha bà con ha. Rồi 300.000 bao gồm phí ship luôn ha. Rồi. Rồi cây số 34 nha bà con, cái này cũng đồng giá là 300.000. Cây này chiều cao của nó là 80 ngang 60 luôn ha, gốc khoảng 6. Cây này có giá là 300.000 luôn, bao gồm phí ship luôn ha. Đó, đứng tàn lên gì nha bà con ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi mấy đỏ nha, cây mi đỏ 35, cây này chiều cao 85 ngang 60, cây này cũng giá là 300.000 bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây 36. Rồi cây 36 chiều cao của nó là 85 ngang 60, góc khoảng 6, cây này cũng giá là 300.000 luôn nha bà con. Cây mà vừa ra bông mà vừa có tược là cây rất là khỏe nha bà con ha. Rồi mình xuống cây luôn ha. Rồi cặp cua liếp luôn nha bà con ha. Cặp cua liếp là cặp Sam. Lô này thì em có rất là nhiều nha bà con ha. Rồi cây này cây Sam. Sam này siêu bông nha bà con. Chiều cao của nó là cây số 37, cao 65, ngang 55, gốc cây này là 13. Cây này có giá là 450.000. Là bao gồm phí ship luôn ha. Rồi cây số 37, số 38. 38 vẫn là cây Sam luôn ha. Sam siêu bông. Rồi cây này chiều cao của nó cũng 65 luôn, ngang 55 luôn. Nói chung là nó tương tự nhau hết nha bà con ha. Cây này cũng giá là 450.000, bao gồm phí ship luôn ha. Rồi 450.000 cây Sam, cây cua liếp của em luôn ha. Rồi em xin nhắc lại số điện thoại của mình nha. Số điện thoại của em là 0907 214139 nha bà con. Đó cũng là số Zalo luôn ha. Rồi em kính chào bà con ha.